Úi rồi. Ây da. Nếu như nghĩ rằng ALP Sport chỉ có vật 8U và 10U thì bạn đã lầm to rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ đôi 4U và 6U của ALP Sport cực kỳ chất lượng trong phân khúc dưới 500 cành. Đó chính là cây HQ6U hoa anh đào, cây vật cực kỳ hot và mang đầy không khí Tết. Những cây vật này mình sẽ để dành riêng một clip sau để giới thiệu cho anh em chi tiết hơn. Và hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cho anh em mình cây vật IQ4U, một cây vật cực kỳ chất lượng. Cả hai cây vật này đều được ALP khẳng định là đã test thử và căng được đến 15 cân. Và hôm nay thì mình sẽ tập trung riêng vào cây IQ này và tiến hành test căng thử 15 cân cây vật này cho anh em mình cùng xem nhé. Cây này thì nó có một chút lỗi sơn nhẹ ở chỗ này. Đấy, trông như kiểu một vết dạn nhưng mà không biết như thế nào. Mình sẽ cùng thử kéo căng 15 cân cây này xem thế nào, nó có ảnh hưởng gì không. Nếu như không có vấn đề xảy ra thì rõ ràng đây chỉ là một vết ảnh hưởng bên ngoài sơn mà không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng của cây vật. Rồi, bây giờ xin mời anh em cùng theo chân mình và thực hiện cái bài thử thách hạng siêu nặng này nhá. Anh hôm nay thử cho em cái con này cắt căng 15 cân nhá. Chơi luôn bằng cái cước của ALP luôn. Ok em. Rượu ăn được không anh? Anh có tự tin với thử thách này không? Bình tĩnh anh nhá, có cần uống phun ca không? Ok. Đấy, quả này thì cắt thử xem nào. Anh giới thiệu cái kỹ thuật cắt thế nào cho đúng. À, cắt thì mình cắt từ ngoài vào trong. Nghĩa là từ ngoài vào giữa trước hai bên. À, ví dụ như này. Đấy. Nếu mà cắt không đúng thì nó sao anh? À, cũng chẳng cũng chẳng là sao cả. Cắt thế. Còn vận động viên thì cứ bạn đâu cắt đấy. Cắt sao cho nhanh. Đúng rồi. Nó ảnh hưởng đấy. Đến công nghệ không thôi. Ừ. Đấy. Thích cầu lâu không? Cho ok bạn nha. Ui, ui rồi. Mấy tuổi đấy anh? 3 tuổi à? 3 tuổi. Lúc nào có vật về thích à. Rút này này. À, thích rút. À, đấy, đúng con nhà nòi khác nhỉ. Con nhà tông không giống lông, giống cánh. Đấy, thích xé nữa này. Xé cứ thử xem cước 95 này của ALP xem thế nào. À, cứ phải được tham gia cùng với bố một tí á nhỉ. Được tham gia hỗ trợ bố một tí thì con thế thích được làm việc. Mùa này nó sẽ tốn cước hơn. Nhà đứt. Thế ạ. Mùa hanh nhỉ. À à. Hanh nhà dễ đứt rồi anh. Ờ, mùa này nó hay cứng dây. Không biết là dây có chịu được không hay là đứt dây. Đứt không đứt. Có thể là đập đánh nó mới đứt. À vâng, tất cả nó. Quan trọng lúc kéo là chưa đứt rồi được rồi. Cứ đánh thì kể cả căng 10 cân cũng vẫn đứt bình thường ấy. À đúng rồi. Tránh làm sao được, quan trọng là nó đứt thôi. Vâng. Dây hãng của nó đây đúng không? Vâng. ALP. Của ALP đây. Ý chà. 15 đây. Rồi, nút đầu là cao hơn hả? Không phải là 15 đấy. Ok anh. Khá là hồi hộp nhá. Ui trời, không biết là do trời lạnh hay là kéo con này hồi hộp nhá. Run thế. Anh cảm nhận căng mấy lần con bên ALB. Cảm giác tự tin hơn nhỉ? Là cái khung của nó không, ví dụ những cuối để chốt ấy, nó không réo như cái nó hơi trùng phải không? Đầu. Vâng. Nhưng mà riêng ALB Sport thì gần như nó không rung động. Vâng. Nên là khung của họ rất là khỏe. Vâng. Ui, không sao này. À đây, nút đầu là có chặn rồi. Mấy nút đầu vẫn đang có chặn kia chưa sao. Ây da. Ôi hộp. Phát này xong rồi anh có thử đánh đàn phát nhá. Úi dồi. Cho em búng thử phát này. Đấy cho anh. Ui thử phát nhá. Ui dồi. Két nhỉ, giữ lâu quá phải không? Đành quá. Okay. Chỗ này nó có một cái vết xước lỗi ở đây. Không biết là sơn hay vào nó khung chưa, nhưng mà cũng khá là hồ ở chỗ đấy. Đường dọc đã kéo xong và bây giờ mình sẽ đến với cái đường ngang các bạn nhé.
Đoạn này là do lúc đầu mình chưa kéo ấy, thì dây nó sẽ bị thiếu và sẽ bị thiếu cái đoạn này. Và khi kéo hết đường dọc và đến cái đường ngang thì bắt đầu dây nó mới giãn ra và chừa ra cái khúc này thì mới đủ để mình xỏ vào và đan nốt cái đoạn này các bạn nhé. Thông thường thì dây ngang sẽ kéo căng hơn dây dọc một chút xíu, nhưng mà ở đây mình thôi cứ kéo cùng là 15 cân hết nha các bạn nhé. Ok, bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cái diễn tiến của cái quá trình kéo đan vợt 15 cân, xem điều gì sẽ xảy ra. Liệu cái vết lỗi ở khung và kia mà khi mình kéo đường ngang nó có thể chịu tải được hay không? Xin mời anh em cùng theo dõi nhá. Ôi, bắt đầu đến những cái đoạn nhạy cảm rồi các bạn nhá. Bởi vì ở chỗ này nó có một cái vết lỗi ở bên nào nhỉ anh nhỉ? Xem nào. Nhờ vết bên nào. Đây. Đây, đây là một cái vết lỗi. Một vết lỗi này nhưng mà không biết là bị vào bên trong chưa hay là chỉ sơn không. Con này chỗ đây mà nếu mà anh bảo nếu mà nó sập thì mở ra nó sập, phải kéo đấy là sập luôn. À, nó biến dạng luôn, kéo cái. Yeah, thử xem nhá. Chỗ này là cũng không biết như nào. Nếu như với một cái lỗi đấy mà nó vẫn chịu được 15 cân thì phải công nhận là quá khủng khiếp anh em ạ. Đúng không? Lỗi như thế mà vẫn chịu được thì đúng là quá đỉnh, còn nếu không mà nó có đỉnh hơn đỉnh. Đúng là gì nữa. Thế là em mới cứ chơi thử cả con này luôn, kệ nó. Còn nếu mà nó có sập hay sao thì cũng là bình thường thôi. Bởi vì nó có lỗi thì mình sẽ thử lại con khác. Chờ xem nào anh em nhé. Đến rồi đây. Nín thở bóp cò nhá, cái chỗ đoạn này. Chưa biết thế nào đây, điều gì sẽ xảy ra. Ây da. Có vẻ như là sẽ vượt qua được cái thử thách này. Sao anh? Có hiện tượng gì không? Déo rồi à? Nó bị móc à? Đâu rồi? Nhìn sao? Nhìn từ xa quá không nhìn rõ. Thôi kệ đó. Thôi kệ đó anh. Cứ chơi thật tới bến luôn. Xanh chín luôn. Xanh chín luôn xem là điều gì xảy ra. Đây là làm thí nghiệm mà không phải xoắn. Ây chà chà. Chuẩn bị chốt đơn. Chuẩn bị chốt đơn. Ây chà chà. Đây là cái thao tác thắt nút cuối cùng nhá. Giảm về mức cân là 6 cân để thắt nút. Rồi nào. Rồi 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 đến cái đoạn mà hồi hộp nhất anh em ơi. Hồi hộp nhất. Xem nào. Cận cảnh luôn nhá. Ây chà chà. Có điều gì xảy ra không anh? Ui xồi. Anh thì gọi xem nào. Anh thì gọi xem. Ây da. Gửi nhờ anh thì dơ xem nào không? Dơ chính diện xem nào nó có không? Chính diện nó có bị biến dạng không? Cái chỗ đấy có sao không anh? Không sao luôn á? Ui trời. Khét liệt kìa. Đây cho bạn xem nhá. Cái chỗ lỗi đâu nhỉ? Đây. Đây là cái vết lỗi. Vết lỗi này khả năng là có, không biết là vào bên trong chưa, nhưng mà đây các bạn có thấy là 15 cân.
Ừ, có vẻ như là hơi hơi ấy vào một tí anh. Có vẻ như là cũng hơi vào một tí thì phải nhỉ. Ừ, không, nhìn cũng cân đấy chứ. Hình như là cũng hơi bị một tí phải không anh? Nó hơi bị một tí nhỉ? Anh cảm nhận được xem là coi không? Vâng. Đây. Bây giờ sẽ ướm thử xem một cây nguyên gốc nha các bạn nhé. Cây màu hồng. Thử xem nào. Xem có bị biến dạng hay không? Hơi tóp vào một tí nhỉ? Đầu phải dài hơn đây. Một tí thì tí. À không. Ô, hơi với chứ anh xoay xoay mặt kia cho em xem nào. Đấy đấy đấy. À không, bây giờ cho cái con này lên. Nhìn phía này đấy. Đấy đấy đấy, đấy lật đấy. Nhìn thử xem nào. Chính diện nó nhá. Ui giời. Cho xem. Đây. Nó bị bóng em bận. Thử xem nào. Đấy, rồi. Rồi em. Ui giời. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Vật 15 cân. Vật 15 cân. Quá khét. Các bạn nghe thử nhá. Đây là vật bình thường. 15 cân đây. Rồi sang đây cho nó nhìn thấy không nhỉ? Đây. Anh trọng support, anh thử cho cảm nghĩ xem về cái cây vật của ALP là như nào. Trọng support, chào bái. Mình thấy thương hiệu ALP Sport này cũng nhiều trên các sàn, đặc biệt TikTok các bạn cũng bán. Nhưng mà hôm nay mặc dù căng cho cầu lông chân đất nhiều mã rồi. Hôm nay căng 15 cân. Là đầu tiên chơi khoảng 15 cân này. Thì cảm nhận là khung ALB rất là chịu lực, khỏe, tốt. Cây này mà anh đoán là bao tiền? Chắc phải gần triệu đấy hả? Cây này hiện tại ALB chỉ bán có 500 cành thôi. Ờ, thế à? Mà còn đang được trợ giá Tết thì nó còn giá đầu bà luôn. Nghĩa là nó phù hợp với giá, đáng giá để mua. Đúng. Quá khét luôn. Anh em trải nghiệm đi. Đây có là đấy. Cây này còn có lỗi nhá. Cây này có một vết lỗi các bạn nhá. Đấy. Có một vết lỗi ở góc đấy. Lúc căng cái đoạn đấy là cũng rất là ghê răng. Đây gọi là khét lẹt đấy. Khét lẹt luôn. Với một cây vợt mà như thế này thì mình dự là khả năng cao ra Tết thì không có cái giá 500 cành đâu. Nên là anh em nào mà nhìn thấy con vợt này mà thấy được cái mã mà còn được trợ giá nữa luôn thì chốt luôn nhá. Không nhanh là không còn đâu. Cảnh báo trước anh em thế nhá.